Hello, xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta có thể lấy lại được mật khẩu ở trên Facebook. Trong trường hợp là chúng ta đã quên mật khẩu nha. Thì cái tình trạng mà quên mật khẩu thì mình thấy là diễn ra khá là nhiều và ngay cả bản thân mình cũng rất là nhiều lần mình quên mật khẩu. Nguyên nhân là do là tất cả các cái điện thoại thông minh bây giờ cũng như là những cái trình duyệt máy tính. Sau khi mà các bạn đã đăng nhập tài khoản mật khẩu Facebook vào một lần thì lần sau chúng ta cứ thế sử dụng mà chúng ta không cần phải nhập tài khoản mật khẩu nữa. Bởi vì là cái thiết bị di động của chúng ta nó sẽ tự động nó lưu cái tài khoản mật khẩu của chúng ta và lần sau thì nó sẽ tự động nó mở lại cho chúng ta và chúng ta không cần phải nhập mật khẩu tài khoản. Chính vì vậy cho nên là rất nhiều bạn trong đó thì có cả mình thì đều đã sau khi một thời gian mình đăng nhập tài khoản Facebook thì mình đã quên luôn cái mật khẩu là gì. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cũng như là những cái bạn mà hay quên mật khẩu Facebook chúng ta có thể là lấy lại được cái mật khẩu Facebook của chúng ta cũng như là chúng ta có thể đổi sang một cái mật khẩu Facebook mới mà chúng ta có thể nhớ được nha. Và cái video này thì mình sẽ hướng dẫn ở trên máy tính và nó sẽ chia thành hai phần và các bạn cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái trình duyệt ở trên máy tính lên. Đây, đây là giao diện có cái trình duyệt ở trên máy tính. Mình sẽ mở lại cho các bạn xem. Đây, đây là cái giao diện cái trình duyệt ở trên máy tính. Và nếu trong trường hợp mà các bạn đăng nhập cái nick Facebook của các bạn ở trên máy tính như này thì cái trình duyệt của chúng ta nó sẽ tự động nó lưu lại và để các bạn tìm được. Trong trường hợp thứ nhất là trường hợp mà các bạn vẫn còn đăng nhập được cái tài khoản Facebook ở trên máy tính thì các bạn sẽ xem lại được cái mật khẩu của chúng ta bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng cái trình duyệt của chúng ta. Ví dụ ở đây thì mình sử dụng cái trình duyệt cốc cốc thì để xem lại được mật khẩu Facebook mà mình đã từng đăng nhập ở trên đây thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn chọn vào cái biểu tượng của cái hình máy răng cài đặt như này, các bạn chọn vào. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là tự động điền ở đây. Đó. Và nó sẽ có một cái phần là mật khẩu ở đây và các bạn sẽ chọn vào như này. Đó. Thì nó sẽ hiển thị chúng ta đây, đây chính là cái tài khoản Facebook mà mình đã đăng nhập. Đây là cái số điện thoại của mình. Đó, và nếu mà các bạn muốn xem cái mật khẩu là gì thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái biểu tượng của cái hình con mắt như này thì các bạn có thể xem được mật khẩu Facebook của các bạn nha. Rồi, đây là trường hợp đầu tiên. Cái trường hợp thứ hai là khi mà các bạn đăng nhập vào tài khoản Facebook như này. Đây. Khi mà các bạn đăng nhập vào tài khoản Facebook như này. Đây mình sẽ truy cập vào. Đây, trường hợp thứ hai là khi mà các bạn vẫn có thể đăng nhập được tài khoản Facebook ở trên trình duyệt, tuy nhiên thì các bạn lại hoàn toàn quên mật khẩu và chúng ta cũng không lưu cái mật khẩu trên cái trình duyệt. Vậy thì các bạn sẽ làm thế nào? Đây thì sau nếu mà trường hợp thứ hai thì các bạn sẽ làm như sau. Sau khi mà các bạn đã đăng nhập vào cái nick tài khoản Facebook như này mà chúng ta đã quên mật khẩu thì các bạn sẽ nhấn vào đây, các bạn sẽ chọn vào cái phần này và các bạn chọn vào phần là cài đặt và quyền riêng tư, sau đó các bạn chọn vào phần cài đặt. Đấy, tiếp theo thì trong cái phần cài đặt này thì nó sẽ có cái phần là tên người dùng này. Đó, đây nó có một cái phần là liên hệ thì có cái email ở đây, nó sẽ có một cái phần là email chính ở đây. Thì thông thường thì chúng ta sẽ liên kết với cái tài khoản Facebook của ta với một cái tài khoản email mà chúng ta đã có sẵn, có thể là cái tài khoản Google hoặc là tài khoản của Apple, thì các bạn sẽ thêm cái tài khoản email ở đây. Trong trường hợp mà chúng ta quên mật khẩu thì chúng ta có thể sử dụng cái tài khoản email này để lấy lại mật khẩu. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý là khi mà chúng ta sử dụng cái email như này thì bắt buộc là chúng ta vẫn phải nhập lại mật khẩu Facebook, và trong trường hợp này chúng ta đã quên thì chúng ta không thể sử dụng email nha. Các bạn nhấn vào cái phần chỉnh sửa như này. Đó, tiếp theo thì trong cái phần này nó có một cái phần là thêm email hoặc là số điện thoại, thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là thêm email hoặc là số điện thoại di động, các bạn sẽ chọn vào. Đấy, thì nó sẽ có một cái phần như này, thì các bạn sẽ có hai lựa chọn, một là các bạn thêm một cái email vào đây và hai là các bạn thêm một cái số điện thoại vào đây. Thì như mình nói ở trên thì cái trường hợp mà cho các bạn thêm email vào đây thì nó bắt buộc các bạn phải nhập mật khẩu của Facebook. Tuy nhiên thì trong trường hợp mà các bạn quên thì các bạn không thể nào mà nhập thêm email được, mà chúng ta chọn cái phương án là thêm số điện thoại thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần thêm số điện thoại ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ nhập một cái số điện thoại mà các bạn chưa đăng ký tài khoản Facebook. Ở đây thì mình hai cái số điện thoại của mình thì đều đã đăng ký tài khoản Facebook rồi, thì mình sẽ nhập cái số điện thoại khác vào đây. Đây, mình sẽ nhập là thêm một cái số điện thoại nữa. Đây, mình sẽ nhập thêm một cái số điện thoại như này và mình sẽ điền vào cái phần là xác nhận số điện thoại bằng gửi tin nhắn cho tôi. Đây, mình sẽ nhập một cái số điện thoại vào và mình ấn vào tiếp tục. Đó, như vậy là sau khi mà mình ấn vào tiếp tục như này thì nó sẽ gửi một cái mã số, Facebook nó sẽ gửi một cái mã số đến cái số điện thoại của mình. Và đây mình sẽ nhập cái số đấy, cái mã mà Facebook nó gửi về cho mình. Mình sẽ nhập vào. Đây, sau khi mà mình nhập xong thì mình sẽ nhấn vào phần xác nhận này. Đó, và như vậy là sau khi mà mình nhấn vào phần xác nhận thì nó đã thông báo cho mình là đã xác nhận số điện thoại này, thiết bị di động của bạn đã được xác nhận và mình nhấn vào OK. Rồi. Và bây giờ thì nếu mà các bạn muốn lấy lại được mật khẩu, các bạn muốn thay đổi cái mật khẩu khác thì các bạn sẽ nhấn vào đây. Các bạn sẽ chọn vào cái phần là cài đặt và quyền riêng tư này. Đấy, các bạn chọn vào phần cài đặt. Đó, tiếp theo thì
Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là bảo mật và đăng nhập ở đây. Đó. Thì đây nó sẽ có một cái phần là đổi mật khẩu. Đây, cái phần là đổi mật khẩu thì các bạn sẽ nhấn vào đây. Đó. Thì nó sẽ có một cái phần là mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu. Thì đương nhiên là chúng ta đã quên cái mật khẩu hiện tại rồi thì chúng ta sẽ chọn vào cái phần là quên mật khẩu ở đây. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ có cho chúng ta hai cái lựa chọn là nó sẽ gửi cái tin nhắn về cái số điện thoại mà chúng ta vừa mới cập nhật, là cái số mà mình vừa cập nhật ở trên đây. À, đây là cái số điện thoại mình cập nhật từ trước. Đấy, các bạn sẽ chọn một cái phần là gửi tin nhắn về cái số điện thoại mà các bạn mới vừa nhập vào. Sau đó các bạn sẽ chọn một phần tiếp tục như này. Thì nó sẽ gửi một cái số Facebook, nó sẽ gửi một cái mã số về cái số điện thoại mà các bạn vừa mới đăng ký vào đây, và các bạn lúc này các bạn sẽ nhập vào. Các bạn chờ một chút để mình nhập cái số này vào. Đây, sau khi mà mình nhập xong rồi thì các bạn sẽ chọn vào phần tiếp tục ở đây. Đó, và như vậy là chúng ta sẽ có cái phần là nhập mật khẩu mới ở đây, và bây giờ thì các bạn sẽ nhập một cái mật khẩu mới vào và chúng ta sẽ sử dụng cái mật khẩu mới này để làm cái mật khẩu để chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản Facebook mà chúng ta đã quên mật khẩu nha. Rồi, và như vậy là trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn hai cách để chúng ta có thể là lấy lại được mật khẩu trong trường hợp mà chúng ta đã quên mật khẩu nha. Và cái video của mình xin tạm kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhấn cho mình một like, chia sẻ video để mọi người cùng xem, và mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Chào các bạn.